Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Phan Đại Hùng đây, trước mặt mọi người là Võ Sư Lộc. Còn sau lưng Võ Sư Lộc là một mái trường thân yêu, trường Trần Phú nha mọi người. Đây là trường mà hồi cấp 3 Võ Sư Lộc đã học á. Không biết có bạn nào ở học ở trường này điểm danh cái. Thì hôm nay tụi mình sẽ có rất là nhiều bạn yêu cầu tụi mình làm món như là bánh đúc, bánh bèo, bánh bột lọc rồi đó. Thì hôm nay sẵn ở kế bên trường, ở góc bên đây nè, có một quán họ bán bánh đúc rất là ngon và rất là đặc biệt. Cho nên hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người cái trường của Võ Sư Lộc. Sau đó là mình sẽ đi dọc xuống đó để mình làm clip. Đúng rồi. Trường đây thầy cô. Thầy cô không? Trường còn đây mà thầy cô đâu rồi đúng không? Ok. Mình sẽ tát thầy cô vô sau. Tát vô sau, ok. Rồi giờ mình đi dọc xuống đây nè mọi người. Đây. Cái quán nó nằm bên đây nha. Cái này vừa đêm á, bán đồ ăn vặt nhiều lắm. Trà sữa. Bạn nào biết trà sữa chú Tư rồi trà sữa gì đó. Ok. Thì cái khu này nhiều đồ ăn lắm, cho nên mình sẽ lựa ra một ngày đẹp trời nào đó thì team mình sẽ đi khám phá. Nếu như mà bạn nào đồng ý thì hãy để lại bình luận dưới comment nha. Rồi mình đã đến cái quán bánh đúc rồi nè mọi người. Bây giờ họ mới mở cửa cho nên cũng chưa có đông lắm á. Nè, bánh đúc nóng. Bây giờ mình sẽ vào trong quán để mình hỏi mấy bạn nhân viên ở đây coi trong quán có những món gì ha. Chào em. Bạn này tên Nhi. Ok, em cho anh hỏi quán mình mở cửa hoạt động ở đây bao nhiêu năm rồi em? 3 năm. Ok. Bên mình là mở cửa từ mấy giờ đến mấy giờ? 8 giờ sáng 10 giờ rưỡi tối. Một tuần mình mở cửa 7 ngày luôn hay sao? Có nghỉ ngày rằm ngày chay không? Không à, ok. Bên quán mình á là có những cái món nào và cái món nào là đặc trưng của ở quán vậy em? Bánh đúc. Em nói to lên xíu được không? Bánh đúc. Trứng cút lộn xào me xào bơ. Rồi. Chân gà tàu xì. Ồ, nhiều món lạ quá mọi người ơi, bánh bao kim sa. Thì anh nghe nói bên mình là có cái món bánh đúc nóng là rất là đặc biệt. Mấy món kia chắc anh không có thử qua được rồi. Cho nên hôm nay anh sẽ đến đây ăn bánh đúc thôi. Thì em cho anh hỏi là bánh đúc bên mình gồm có những thành phần nguyên liệu là gì em? Nhân, trứng cút, hành, hành phi với lại nước mắm. Với lại cái bánh này nữa đúng không em? Em mở ra cho anh coi được rồi. Em đảo lên xíu. Đây nè mọi người. Mọi người, món này mình liên tưởng đến món cháo sườn á. Giống món cháo sườn ha. Rồi, thì vậy bên quán mình á là trước giờ người ăn nhiều nhất là bao nhiêu chén em? 12 chén. Có biết luôn, 12 chén. Đấy. Bỏ xì lọc. Chắc là kiếm mày đó để kéo vô tìm á. Kéo vô tìm đúng không? Bây giờ anh tính mấy chén? Thì nó 12 thì mình làm tròn đi. Mình 21 á. 20 ha, ok, 20 thôi. Vậy thì em lấy cho anh 20 chén bánh đúc nha. Để cho anh thực hiện thử thách đó. Rồi, cảm ơn em nha. Đây, trước mặt mọi người là 20 chén nha. Đó, một chén nó vậy nè. Anh Lộc. Rồi. Thấy sao? Anh chưa gì là anh thấy con mắt anh nó bự hơn cái bụng rồi. Rồi. Vậy thì chuẩn bị thử thách căng thẳng đó nha. Căng thẳng đó. 3, 2, 1, bắt đầu. Đây, thử thách ăn hết 20 chén bánh đúc ở trường Trần Phú nè mọi người. Tổng cộng 20 chén là 40 trái trứng cút. Đúng, chính xác. Một chén là 2 trứng cút mọi người. Thấy sao anh? Anh thấy sao? Chắc bỏ cuộc quá. Mới vô bỏ cuộc rồi. À, quay nón. Quay nón lại. Giống như là một cái công tắc á. Người ta bật công tắc là bật lên là bật chế độ. Chế độ Võ Sư Lộc. Chế độ máy bay. Anh thấy sao anh? Dẻo.
dai, đặc biệt là bánh đúc là nó phải nóng. Này nóng lắm. Nóng lắm hả? Ấm lắm á. Ấm để là người ta tôm cách thủy á. Nó giống cháo sườn không anh Lộc? Cái này mình chơi vậy có tục không Hùng? Sao tục? Anh tính đổi sai muỗng á. Để quất á. Thôi chắc fan sẽ hiểu mà, cho nó nhanh chứ. Phải. Đổi sai mọi người. Đổi cái sai hơi to á, cái này hơi to á. Không, vậy được rồi. Ngon anh. Hay quá. Sao hết một chén rồi mọi người ơi. Lát chọc chén lên cao. Rồi bên đây là họ đã trang sẵn 10 chén nè. Chén mắm sẵn. Còn bên đây là họ chưa có trang. Tại vì họ sờn trang vô hành nó bị nở á. Hành phi rồi nó nở ra. Cho nên họ để cho Võ Sư Lộc chén nước mắm, tô nước mắm ở đây. Không biết có bạn nào nói Võ Sư Lộc thử thách ăn hết chén nước mắm. Mấy bạn thử thách đó là ứ thừa đó. Vì trong tô cháo này mọi người, thành phần của nó là bánh đúc. Cái phần bánh đúc này là nó có cái bánh đúc mà dẻo nè. Nó có hành phi, có trứng cút và thịt băm với lại nấm đông cô hả ta? Nấm mèo đó, và nước mắm nữa. Và mình nghĩ cái nước mắm này là họ là nước mắm nhà làm á, cho nên nó sẽ có cái hương vị đặc trưng. Wow, đặc trưng quá, hết hai chén nha. Mình đã đánh xong cái nhụy hoa rồi, bây giờ là mình ăn tới cái cánh hoa úa tàn, khuôn mặt đáng thương. Ở sừng kéo bên ở dưới đất á. Bình ga. Mình nghĩ ở đây có lẽ là sẽ an toàn á. Sao đó, ở đây họ bán có quy mô lớn cho nên chắc sẽ an toàn. Chúng mà nếu mà mình ăn không hết á, cái chị chủ quán sẽ kích thích cho mình xả ga, là mày ăn hết mày khỏi về. Hít khí ga vô. Người ơi, Võ Sư Lộc đã thu hút được sự chú ý của một số người. À, hết mâm này á thì qua mâm này anh cảm giác nó sẽ thái rồi sung lên. À, sung lên hả? Anh tưởng phải ngán đấy chứ gì? Đấy là cảm giác mình đi được nửa chặng đường á. Còn giờ mình chưa đi được, cho nên mình phải cố gắng đi được. Cố lên anh. Đây 5 chén rồi nha, chưa có thể vô ra. Bây giờ càng ăn rồi càng chén cầu á, cảm giác nó ngấm á, nước mắm vô á. Thấm nước mắm hả? Vậy là mọi người, này là nếu mà mình càng ăn về sau á, để nước mắm ngâm càng lâu á thì nó sẽ thấm vào bánh nhiều hơn á. Mà đuối á. Có mặn không anh Lộc? Mặn. Mình còn tính là kêu mấy thầy cô chủ nhiệm lớp ở Trần Phú á, vô tay về trình chiếu lên bảng, trình chiếu bài học á, thì dành khoảng mấy phút để trình chiếu bên đi Hùng. Không, mấy mình đợi thứ hai á, chọc cờ chỉ có chỗ nhiều người. Một bạn ăn 3 chén. Bên đây nè. Bạn có ăn 3 chén á. Ghê thiệt. Cái này một người ăn 3 chén là no á Lộc. Em nghĩ vậy. Cái này là bột. Bột vô trong nó còn nở ra.
Ai sai, mình xin lỗi nha. Ba chén cho ba người nha. Mấy bạn kia giờ mới đến. Mình tưởng một người ba chén. Một người ba chén là rủ qua đây thử thách luôn lắm. Đúng rồi. Chén này chén thứ 10. Chén thứ 10 của mâm cũ mọi người. Thì hồi nãy Võ Sư Lộc đã xếp chồng lên. Xếp hai mâm chồng lên. Đây vẫn còn 10. 10 chén với lá là 11. Rồi, 10 chén nha. Võ Sư Lộc bên đây giờ anh chọn cách ăn sao vậy? Tại vì anh thấy mình đã thay bằng một cái chén, một cái tô mắm thành một cái chén mắm nhỏ rồi nè. Bây giờ để chấm nước mắm ngấm vô. Anh sẽ ăn cái này mà không có chan nước mắm. À, không chan nước mắm. Rồi đó lúc mà cần nước mắm thì để múc muỗng nè. Cho vô miệng luôn. Ok. Tại vì ăn hết bên đây á mọi người là mặn quá rồi. Cho nên bên đây sẽ ăn theo kiểu đó nha. Ăn theo kiểu mà thấy nó lạc á thì múc một muỗng nước mắm ăn. Lá mình bỏ ớt vô. Nó cay lắm mà. Ôi ôi, đỏ luôn mọi người. Cái nước mắm từ màu vàng mà giờ thành màu đỏ luôn, màu cam. Quá đã. Quá đã. Mâm cao mình đã ăn mấy lúc rồi. Sao anh? Một năm sau mới đút lại. Một năm sau mấy anh lại mới đút đúng không? Dạ. Giờ tôi ăn nhá. Nhắc tới bánh đút quá. À. Chắc mình đục mình ra luôn. Đục luôn hả? Anh có nghĩ cái nguồn gốc xuất phát của bánh đút này không? Đút là đút vô miệng á. Có khi nào người mẹ đút cho con á. Cho nên anh là phải cần có mẹ ở đây cho. Chiều hồi mẹ Võ Sư Lộc mọi người. Để đút cho Võ Sư Lộc ăn bánh đút nha. Tất cả vì anh con thân yêu. Đúng rồi. Chỉ đút thôi chứ không ăn. Rồi 12 chén. 2 4 6 7 8 8. Chén này là mình ăn xong là chính thức phá kỷ lục. Đúng. 13. Anh ăn một muỗng là anh phá kỷ lục rồi đó. Rồi 13 chén mọi người. Còn 7 chén. Tiếp tục chén thứ 14 nha mọi người. Chén thứ 14. 14 chén chè. Không, cái này hơn chè. Mọi người thông cảm nha. Tại vì càng về sau á thì Võ Sư Lộc sẽ ăn chậm lại, chứ không có ăn được nhanh như tốc độ ban đầu á. Cho nên mình sẽ cắt cái khúc mà Võ Sư Lộc nhai á, mình cho khúc đó qua nhanh. Chứ mọi người biết là tụi mình cũng không có gian lận đâu, nên mọi người cứ yên tâm ha. Cái bột nó có khác không anh? Đã tới bây giờ nó nguội rồi. Nó nguội hả? Mà nó giống như mấy chén ra ban đầu luôn không? Bây giờ ăn nó cái vị nó làm mình ngấy hơn mấy chén ban đầu luôn. Xác định rồi. Hết chén thứ ấy hả? Ồ, hết 14 chén rồi nha mọi người. Để giờ mình không để ý luôn. Đứng quốc nha. Đứng, ăn đứng luôn. Rồi, hết 15 chén nha mọi người. Đây. Bên đây chỉ còn 5 chén thôi, thì bây giờ Võ Sư Lộc quyết định là sẽ mang 5 phần này về.
do ban đầu tính toán không chính xác. Giờ đầu có thể lọc và nhai xong rồi phát biểu cảm nghĩ nha. Trúng gió. Trúng gió luôn. Trúng gió luôn. Căng á mọi người, cái này căng lắm. Ký ức mì nó lại ù rồi. Ký ức mì. Mì ramen đúng không? Đúng rồi, em cũng mới đầu em nhìn cái chén em cũng thấy là nó nhiều quá. Một chén này là 17.000 các bạn ơi. Cho nên mọi người biết là nếu mà người ta bán với giá 17.000 thì nó cũng phải nhiều như thế nào thì người ta mới lấy bán cái giá đó ha. 20 phần thì quá nhiều. Tại vì ở đây mấy bạn nữ đến ăn có một phần à. Còn anh Lộc là nãy giờ quốc 15 phần. Anh nhận xét về món ăn như thế nào? Cái này á, thật sự căng. Nhưng mà 5 phần sau thêm nước mắm nữa thì cũng nổi à. Mấy phần sau của mày là không ăn với nước mắm. Mấy phần sau là chỉ nhắc nhắc thôi à. Đỡ. Ok. Nhưng mà 5 phần này á, nếu mà cho anh thêm nửa tiếng. Nửa tiếng lưng lưng. Nhưng mà nó mất thời gian à. Bây giờ cũng chuẩn bị tới giờ đi dạy. Đúng rồi, đúng rồi. Cái này mình càng dồn vô lúc mà mình đã ngán ngán á, nó dễ bị bọt ra. Nhưng mà anh thấy ngon không? Tới bây giờ từ cái chén thứ 10 đi á thì mình thấy là nó vừa qua cái chén ngủ của mình à. Chén thứ 12 mình phá kỷ lục à. Thì mình ráng thêm 3 chén nữa. Thử thách mình thực sự khó. Nhưng mà các học trò mình sẽ thích khi tới lớp mình có quà tụi nó. Ok. Rồi, đó là clip mà Võ Sư Lộc thực hiện thử thách ăn 15 phần bánh đúc mà mọi người. Nếu như mọi người cười thì hãy like, còn nếu thấy hay thì hãy subscribe và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem nha. Sắp tới như các bạn có bất cứ thử thách nào thì hãy để lại bình luận dưới comment. Mình sẽ xem xét và đưa ra những bình luận phù hợp nhất để làm clip cho mọi người cùng thưởng thức nha. Ok, xin chào các bạn.